Liệu bạn có biết, bạn có thể xóa sổ Phantom khỏi thế giới chỉ với một click, hay các loại chất lỏng như nước và lava có thể bị phát nổ? Trong video này, mình cùng với khách mời hôm nay, Jenny, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 30 bí mật trong Minecraft bạn chưa nghe đến bao giờ. Và không chần chừ gì nữa, anh Jenny đi đâu mất tiêu rồi? Anh Jenny ơi, em có gọi anh vào đây để sinh tồn đâu. Alo anh ơi. Hello mọi người nha, hôm nay mình rất vui được góp mặt trên kênh của Hưng VN để cùng dẫn anh em đi tìm hiểu thêm về 30 bí mật ở trong Minecraft. Và không cần chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video thôi. Các bạn liệu đã bao giờ thấy cảnh tượng này chưa? Có thể bạn sẽ không tin khi mình nói ta có thể cho phát nổ nước và lava. Nhưng thực ra có một điều rằng các loại chất lỏng này không hề kháng nổ. Chúng chỉ có chỉ số kháng nổ là 100. Nên bằng cách dùng lệnh triệu hồi vụ nổ đủ lớn, ta sẽ có thể cho các loại chất lỏng tan vào hư không, tạo nên những cái hố nước và lava trông rất kỳ lạ này. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm việc này. Có một định luật trong Minecraft tên là Entity Cramming, tức là nếu như có hơn 24 mob trong khu vực một block như này thì chúng sẽ bắt đầu chà đạp nhau tranh giành sự sống. Và ta có thể tùy chỉnh các quy luật này thành một thứ gì đó thật điên rồ. Nếu ta chỉnh số lượng mob cho phép còn một, thì giờ ta chỉ cần va chạm vào bất kỳ sinh vật nào trong game thì đã có thể gây sát thương rồi. Tưởng tượng việc đi phá đảo Minecraft bằng cách lấy thịt đen người này đi. Có một điều về con sói mà các bạn không để ý tới. Những con sói hoang thường sẽ chỉ có lượng máu là 4 tim mà thôi. Nhưng sau khi người chơi chúng ta thuần phục chúng thì những con sói này sẽ tăng lượng máu lên là 10 tim. Vậy các bạn nghĩ là thêm 6 tim nữa ở đâu ra? Có phải là từ tình yêu thương của chúng ta hay không? Nếu bạn để ý kỹ thì ta không hề có thuyền làm bằng các loại gỗ kiếm được trong Nether. Hiện tại nguyên nhân cho việc này vẫn chưa được làm rõ. Nhưng theo mình, lý do là vì những loại gỗ này không thể bị cháy, nên nếu như được làm thành thuyền thì chúng có thể sẽ di chuyển được trên lava. Và anh bảo Strider này sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Đây có lẽ là cách giải thích vì sao Mojang không thêm vào hai loại thuyền này. Chúng ta đã biết rằng vàng để giáp ở phiên bản Java Edition vốn đã cụt tay rồi. Nhưng khi chúng ta đặt ra một cái smithing table thì ta sẽ thấy ngay trong giao diện của block đó, những cái vàng để giáp này lại có tay. Mình không hiểu cái vấn đề gì đã ngăn cản Mojang làm những việc đơn giản như là gắn hai cái tay lên vàng để giáp. Nhưng tuy vậy thì ở phiên bản Bedrock Edition thì cái thứ này nó lại vốn đã có hai tay ngay từ ban đầu rồi. Vậy thì vì lý do gì mà cho đến bây giờ phiên bản Java vẫn chưa có được nhỉ? Tiếp theo thì bây giờ mình đố các bạn câu này. Có bao nhiêu block ở trong Minecraft mà ta có thể đội lên đầu? Nếu như bạn ở trong cái server Pay to Win thì con số đó có thể được gọi là nhiều vô kể. Nhưng nếu chúng ta chỉ tính trong chế độ chơi bình thường thôi thì ta sẽ có hai block đội được. Đó là bí ngô được cạo và đèn bí ngô. Đúng vậy, chúng ta đã từng có thể đội được cái đèn bí ngô lên đầu, hay thậm chí là phù phép cho nó nữa. Nhưng rất tiếc là đến phiên bản 1.20 thì Mojang đã sửa cái lỗi này và đưa đèn bí ngô phù phép vào danh sách block không thể nào thu thập được. Thế nên nếu như các bạn chưa update thế giới lên 1.20 thì bây giờ chính là cơ hội để các bạn thu thập đèn bí ngô đã phù phép. Nếu bạn có đôi mắt thích để ý đến các chi tiết nhỏ trong game thì bạn sẽ nhận ra ngay điều này. Ở chế độ sáng tạo thì người chơi sẽ có tầm với để đặt phá block cao hơn nhiều so với chế độ sinh tồn. Cụ thể là 5.2 block ở chế độ sáng tạo và 4.5 block khi ở các chế độ khác. Có lẽ điều này là để giúp người chơi xây dựng dễ dàng hơn một chút. Liệu bạn có biết ta có thể xóa sổ Phantom khỏi thế giới mà không cần phải đi ngủ hay không? Điều mình giải thích nhé. Điều kiện để Phantom có thể spawn là khi cái chỉ số này, thời gian kể từ lần cuối nghỉ ngơi này là vượt quá 1 giờ, tức là 3 ngày trong game. Và mỗi lần ta nhảy lên giường thì chỉ số này sẽ được reset về ban đầu. Vì thế nên, chỉ cần ta kích một phát nhảy lên giường rồi thoát ra ngay thì cái chỉ số này vẫn sẽ về không và Phantom sẽ không thể spawn được nữa dù ta có thức quá 3 ngày đi nữa. Rất là hay đúng không? Vì Hưng cũng đang nhắc tới Phantom nên mình cũng có một điều khác về những con quái vật bay mà các bạn có thể sẽ cần lưu ý. Ở Java Edition, Phantom sẽ xuất hiện mà không quan trọng chỉ số mob cap. Vì vậy, ở những cỗ máy giống như là mob switch sẽ không có một tác dụng gì trong việc ngăn cản chúng xuất hiện cả. Ngược lại thì ở Bedrock Edition thì Phantom lại bị ảnh hưởng bởi mob cap. Tiếp theo thì có thể các bạn đã nghe nhiều về những seed thế giới nơi mà các công trình nằm sâu dưới lòng đất bị mang ra trước ánh sáng. Ví dụ như là Stronghold chẳng hạn. Nhưng chúng ta lại chưa bao giờ thấy Ancient City. Lý do cho việc này là vì công trình này sẽ luôn spawn ở tọa độ Y là -51. Thế nên sẽ không bao giờ có seed nào bê cả cái thành phố cổ đại này lên trên mặt đất cả. Nếu như Minecraft Java có replay mod hay camera utils thì ở Bedrock chúng ta có lệnh camera. Đây là một tính năng thử nghiệm mới cho phiên bản này và nó có thể giúp người chơi điều chỉnh góc nhìn camera của họ theo bất cứ cách nào họ muốn. Điều đó có nghĩa rằng ta sẽ có thể làm được những việc như là chơi khi đang ở góc nhìn từ trên cao xuống,
góc nhìn qua vai như các tự game bắn súng, hay thậm chí là quay ngang như thể đang chơi Minecraft 2D vậy. Nó còn có nhiều chức năng khác như là tạo hiệu ứng chuyển cảnh, tạo các góc quay cinematic và nhiều hơn thế nữa. Nó như kiểu là replay mode nhưng mà không có chữ re vậy. Play mode. Mình xin lỗi. Ok, hưng hề đấy. Được, được, được. Đã bao giờ các bạn gặp khó khăn khi phải xây dựng một thứ gì đó với cái túi đồ lộn xộn như thế này chưa? Đừng lo lắng vì chúng ta có một phím có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Có lẽ các bạn đã biết rằng click cực giữa và một block ở chế độ sáng tạo thì chúng ta sẽ có ngay block đó. Và điều này vẫn hoàn toàn áp dụng được khi ở chế độ sinh tồn. Giả sử như trên tay chúng ta hết block nào đó thì chỉ cần click chuột giữa thì game sẽ ngay lập tức lục túi đồ của bạn và lấy ngay ra một stack block bạn cần đưa vào tay của bạn. Đây là một chức năng rất là tiện lợi, nên nhớ là phải chỉ màn hình vào cái block mà các bạn muốn lấy đó nha. Trên YouTube, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều video nói về cách mà Enderman có thể tránh mọi đòn đánh từ xa như này. Nhưng thực ra ta có một thứ mà chúng không thể né được, đó là mũi tên tẩm thuốc. Bằng một cách nào đó, ở phiên bản Bedrock, khi ta bắn mũi tên tẩm thuốc vào Enderman thì chúng sẽ né đi bình thường nhưng vẫn sẽ bị nhận hiệu ứng thuốc từ mũi tên đó. Mình vẫn chưa biết đây là lỗi hay tính năng nữa. Đây là lý do mà giáp Netherite có nhiều thứ vượt trội hơn hẳn các loại giáp khác. Khi người chơi chạm vào các nguồn nhiệt như là lửa, lava hay là magma block thì độ bền của giáp Netherite sẽ gần như không bị ảnh hưởng. Còn lại những cái giáp khác, chúng sẽ rất dễ dàng bị hư hại chỉ từ việc anh em chạm tay vào lửa mà thôi. Nếu như bạn nghĩ rằng bạn hoàn toàn bất tử khi ở chế độ Spectator thì các bạn nhầm to rồi. Chỉ cần bay xuống dưới tầng Bedrock thì bạn sẽ vẫn bị dính sát thương voi và chết như thường. Không quan trọng là bạn đang ở chế độ nào. Vậy ra không có thứ gì gây sát thương nhiều như một tâm hồn trống rỗng nhỉ? Hiểu không? Voi là trống rỗng ấy. Hưng. Hả? Em mất bao lâu để nghĩ ra cái câu dốc đấy vậy Hưng? Chắc là tầm 30 phút. Trước phiên bản 14 Windows 34A, ta đã từng có khả năng thuần phục thỏ như các loại thú cưng khác. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, Mojang đã loại bỏ tính năng này trong các phiên bản sau và biến chúng thành một động vật hoang dã. Thực sự thì thỏ làm thú nuôi cũng rất hợp đấy chứ. Tại sao họ lại loại bỏ tính năng đó được nhỉ? Các bạn có thể thấy tên vật phẩm trong Minecraft xuất hiện dưới nhiều màu khác nhau. Chúng bao gồm trắng, vàng, xanh nước và màu tím. Trắng áp dụng cho đa số vật phẩm trong game. Vàng là uncommon, thường dành cho những vật phẩm hiếm hay vật phẩm rơi ra từ boss. Xanh nước dành cho những vật phẩm khó lấy hơn, được phù phép hay được chế tạo từ vật phẩm của boss. Và cuối cùng là tím, đa số là những thứ có giá trị cực hiếm hoặc dành cho người chơi ở chế độ sáng tạo. Cũng từ điều này, ta có thể làm một trò khá hay với nó. Bằng cách ta lấy cho mình một quả táo vàng, để ý cái tên màu xanh này nha. Sau đó phù phép cho nó ở chế độ sáng tạo, thì bạn sẽ nhận ra một điều rằng táo vàng sau khi phù phép đã đổi cái tên của nó sang màu tím. Thay tên cho quả táo vàng này và rồi sẽ rất khó để người khác phân biệt được đâu là táo vàng phù phép thật và đâu là táo vàng phù phép giả. Điều sau đây sẽ khiến bạn phải nể phục về khả năng là âm thanh của Mojang. Các bạn đã quá quen thuộc với tiếng thét của Phantom rồi nhỉ? Có thể các bạn sẽ thắc mắc là họ đã thu được âm thanh này từ đâu? Theo Samuel Aberg, người phụ trách về mảng thiết kế âm thanh cho Minecraft, những âm thanh mà Phantom phát ra được thu từ tiếng hét của con ông. Yeah, mình không đùa đâu, tiếng hét của con ông đấy. Tất nhiên âm thanh này đã trải qua giai đoạn chỉnh sửa và rồi ta có sản phẩm cuối cùng như ở đây. Có thể các bạn đang thắc mắc tại sao những người xây dựng pixel art lại xây từng lớp theo kiểu bậc thang như thế này. Lý do khá là đơn giản. Những block gần nhau khi được xây dựng ở độ cao khác nhau sẽ xuất hiện những tông màu khác nhau ở trên bản đồ. Như bản đồ này, bạn sẽ chỉ cần nhìn vào màu sắc khác nhau thì bạn sẽ đoán ra được ngay độ cao địa hình trước mặt bạn là như thế nào. Và những người chơi đã tận dụng thành công tính năng này để tạo ra những bản pixel art với nhiều màu sắc hơn. Tiếp theo thì chiếc piston ở đây có thể dịch chuyển người chơi. Đây là một lỗi được phát hiện gần đây ở phiên bản Bedrock. Khi mà người chơi chỉ cần đứng cạnh hoặc là dưới cái piston đang hoạt động thì chỉ sau vài giây, người chơi sẽ bỗng nhiên bị dịch chuyển đi lên đến hàng ngàn block không vì một lý do gì cả. Nó chỉ tự động dịch chuyển vậy thôi. Thực sự rất là kỳ lạ, mong là lỗi này sẽ được sửa sớm thôi. Cộng đồng Minecraft gần đây đã liên tục dậy sóng sau khi Minecraft thêm vào các tính năng có thể thay đổi từ game này hoàn toàn. Nhưng liệu bạn có biết, người đứng sau ý tưởng những tính năng này có thể chính là Nambin? Một chút về lịch sử nhé. Nambin, trước khi trở thành nhà phát triển chính thức cho Mojang vào năm 2021, thì trước đó, ông đã là một modder YouTuber về Minecraft với một bản mod ông làm tên là Capit Mod. Thêm vào rất nhiều chức năng như là chế tạo tự động hay là điều khiển tốc độ của game. Và cả hai tính năng này đã chính thức gia nhập Minecraft trong phiên bản 1.21 này. Điều đây có phải là Minecraft 1.21 The Nambin Update hay không? Có một chi tiết rất nhỏ về block xương này mà cho tới bây giờ mình mới biết là ở mặt trên của block này có một cái hình đầu lâu nằm ở vị trí này.
mình còn không biết là bên Mojang có cố tình thêm vào hay chỉ đơn thuần là vô tình nữa. Còn một chi tiết nhỏ khác trong game nữa mà có thể sẽ khiến bạn phải suy ngẫm. Khi trao đổi với Pickling thì bạn sẽ có tỷ lệ nhỏ nhận được một chai nước. Vậy câu hỏi ta đặt ra là ở Nether không có một giọt nước nào thì bọn Pickling đã chế được chai nước này và bảo quản chúng bằng cách nào? Có lẽ sẽ rất khó để tìm được câu trả lời. Nidwit Villager hay dịch nôm na là thằng đần. Tại sao lại dịch ra thằng đần được? Ngoài việc là một thằng dân làng ăn không ngồi rồi, chúng còn có tính cách riêng khác với những tên dân làng khác. Cụ thể là khi trời tối, toàn bộ dân làng sẽ đi tìm giường để nghỉ ngơi, trong khi anh bạn áo xanh này sẽ tiếp tục chạy đi chơi một chút xíu nữa thì mới quay về giường để ngủ. Khi trời sáng và tất cả dân làng đã thức dậy làm việc thì thằng Nidwit sẽ tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa rồi mới thức dậy. Vâng, một lối sống thức khuya dậy muộn thì thằng Nidwit này không khác gì những thanh niên YouTuber đang làm video này cho anh em xem. Chúng ta đã quá quen thuộc với mèo rừng rồi, nhưng có một điều kỳ lạ rằng mèo rừng được xem là một sinh vật bình yên, nhưng khi chúng ta chỉnh game qua chế độ bình yên thì chúng bằng một cách nào đó không thể spawn. Có nghĩa là trong chế độ bình yên, trong tự nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được mèo rừng. Vậy có phải là mèo rừng được tính là sinh vật thù địch trong chế độ bình yên hay không? Đâu là công trình nhỏ nhất trong Minecraft? Có thể các bạn sẽ nghĩ tới ngay các hồ nước ở sa mạc, nhưng thực ra chúng được xem là tính năng thay vì là công trình. Một điều khá thú vị là kho báu bị chôn vùi vẫn được xem là một công trình, nên ta có thể nói kho báu bị chôn vùi là công trình nhỏ nhất từng xuất hiện trong Minecraft, với kích cỡ chỉ bằng một block duy nhất mà thôi. Minecraft gần đây đã thêm vào một công trình mới mang tên là Trial Chamber, hay dịch tạm là hầm thử thách. Không thể phủ nhận được việc công trình này thêm vào những thử thách khá hay cho người chơi, nhưng cấu trúc của công trình này lại đi cùng với một vấn đề. Với công trình được bao phủ phần lớn bởi block đồng, và phần lớn block đồng này lại có thể được chế tạo thành phôi đồng. Một khi mà các bạn đã vào được công trình này thì ta có thể khai thác đồng một cách thoải mái thay vì phải dành thời gian đi đào khoáng sản, khiến cho block quặng đồng này trở nên hoàn toàn vô dụng. Liệu bạn có biết rằng mod vote đầu tiên diễn ra trong Minecraft không phải là bởi mod vote năm 2017 này? Vào tháng 7 năm 2016, Jeff có đăng một bài vote trên trang S của mình hỏi cộng đồng về việc thêm một trong hai con mob này vào Minecraft, Llama và Alpaca. Chúng đều là lạc đà không bướu, nhưng với tính cách đổi phần khác nhau, Llama đã chiến thắng với 58% số vote và chính thức trở thành lạc đà không bướu trong Minecraft. Và cuối cùng là một điều liên quan đến chiếc thuyền này. Thuyền đi trên băng là một trong những phương tiện nhanh nhất để di chuyển trong Minecraft. Nhưng vấn đề nổi lên, khi ta đặt thuyền ra thì chúng sẽ gần như không nằm ở chính giữa, khiến ta dễ dàng bị trật ra khỏi đường băng. Nhưng ta có một cách đơn giản để giải quyết vấn đề này. Chỉ cần set up như thế này, rồi sau đó nhìn thẳng về phía trước và đặt thuyền ra, sau đó ngồi lên nó. Chắc xem, nếu nó đã quay thẳng về phía trước rồi, thì chạy thuyền tới block tường và đặt ra một cái thuyền cắt trên đường băng. Và cái thuyền này sẽ luôn được đặt thẳng một cách hoàn hảo, giúp ta tận dụng tối đa tiềm năng của đường băng này. Và vừa rồi là 30 bí mật trong Minecraft bạn chưa nghe đến bao giờ. Và mình xin cảm ơn anh Sunny một lần nữa vì đã góp mặt cùng Hưng trong video này. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh cho Sunny và Hưng VN để có thể xem thêm nhiều video hay hơn từ hai anh em mình nha. Và mình xin hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.